cả nhà ăn cơm đi. Đủ quá nè. Thôi, ăn cơm nha. Hôm nay mình ăn chay nha. Mang đậu hũ đi. Đây. Ngà rau nè. Chấm như từng ít thôi một chút xíu à. Cái này là đọt nhãn lòng. Ăn nhiều cái đọt nhãn lòng này cho nó tốt. Đây, thôi đưa chén và lấy đậu hũ cho. Rồi. Ăn đọt nhãn lòng không? Dạ không. Không, ăn này ngon nè, mát á. Đậu hũ có vừa ăn không? Vừa ăn hả? Con được không? Lấy muỗng ăn được. Lấy muỗng ăn đi. Bi bi bi. Thôi ném cho cái đậu hũ luôn nè. Sao con nó ăn vậy? Biểu ơi, tá biểu. Tá biểu nè. Tá biểu mới cho ăn. Đi, tới đây. Lá này nè, ăn đi.